Xin chào các bạn, vòng 9 Bundesliga, giải đấu bóng đá hàng đầu nước Đức vừa kết thúc vào đêm qua với ngôi đầu bảng vẫn thuộc về hùng xám Bayern Munich. Trong video hôm nay, kênh xin gửi đến các bạn lịch thi đấu chi tiết 9 trận đấu Bundesliga vòng 10. Nếu thấy video hữu ích xin tặng kênh một like làm động lực với nhé. Trận đấu thứ nhất, vào lúc 2 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024 mở màn cho Bundesliga vòng 10, sẽ là màn đụng độ giữa câu lạc bộ Union Berlin đội bóng đang xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với tổng 15 điểm. Với câu lạc bộ Freiburg đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với tổng 16 điểm. Trận đấu thứ hai, trên sân vận động Westhausen, sân nhà của câu lạc bộ Werder Bremen đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với tổng 12 điểm, sẽ tiếp đón câu lạc bộ Kiel đội bóng đang xếp ở vị trí áp chót vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với tổng 5 điểm. Trận đấu thứ ba, vào lúc 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, chúng ta sẽ được chứng kiến màn chạm trán giữa câu lạc bộ Bochum đội bóng đang xếp ở vị trí cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Với câu lạc bộ Leverkusen, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng 16 điểm. Trận đấu thứ 4, cũng vào lúc 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Mekwa Arena, câu lạc bộ Mainz đội bóng đang xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với tổng 10 điểm, sẽ so tài với câu lạc bộ Dortmund đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với tổng 16 điểm. Trận đấu thứ 5, vào lúc 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024 trên sân vận động Milanter, sân nhà của câu lạc bộ St. Pauli đội bóng đang xếp vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với tổng 8 điểm, sẽ tiếp đón câu lạc bộ Bayern Munich đội bóng đang xếp ở vị trí đầu bảng với tổng 23 điểm. Trận đấu thứ 6, vào lúc 0 giờ 30 phút chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, trên sân nhà câu lạc bộ Leipzig đội bóng đang xếp ở vị trí nhì bảng với tổng 20 điểm, sẽ đụng độ với câu lạc bộ Gladbach đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 9 với tổng 13 điểm. Trận đấu thứ 7, vào lúc 21 giờ 30 phút chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, sẽ là màn đụng độ giữa câu lạc bộ Augsburg đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 11 với tổng 11 điểm, với câu lạc bộ Hoffenheim đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 16 với tổng 8 điểm. Trận đấu thứ 8, vào lúc 23 giờ 30 phút chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, trên sân nhà, câu lạc bộ Stuttgart đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 8 với tổng 13 điểm, sẽ so tài với câu lạc bộ Frankfurt đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với tổng 17 điểm. Trận đấu thứ 9, trận đấu cuối cùng khép lại Bundesliga vòng 10, vào lúc 1 giờ 30 phút thứ Hai ngày 11 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Void Arena chúng ta sẽ được chứng kiến màn chạm trán giữa câu lạc bộ Heidenheim đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với tổng 10 điểm, với câu lạc bộ Wolfsburg đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 14 với tổng 9 điểm. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn trong những video bảng xếp hạng và lịch thi đấu các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu khác nhé.